Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video và đang ủng hộ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Publiban. Thì để tham gia hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video mình sẽ làm tắt chatbot. Các bạn làm nhanh các bạn. Chương trình góp này nó sẽ dành cho 5 người tham gia đầu tiên các bạn. Winner 5.000 lucky nè, FOMO. Rồi các bạn join kênh group kênh seller các bạn. Này 5931 các bạn join đại luôn đi. Thì mid luôn người ta. Rồi các bạn join sao các bạn? Rồi bạn mới đếp lên nè. Xôn tiếp kênh seller nè. Không biết bỏ con nào nữa ta. Thấy con nào cũng hay hay không. Ơi tờ bỏ thì nó không về. Bỏ con này thế kia. Rồi bạn mới đếp lên. Ai. Có được cấp tra không các bạn? FOMO Sedot. Không cấp tra ơi. Rồi tiếp tục follow Twitter nữa. Dự án ha. Vô anh vào mà không follow Twitter là những bạn có 519 người. Rồi bạn theo dõi đó các bạn. Rồi bạn mới đếp. Mấy bạn đó không theo dõi thì sao, đường nào tôi cần không phối cho các bạn. Thấy gì đó. Rồi tiếp tục con follow Twitter tiếp tục nữa. Trên Twitter này bạn theo dõi nha các bạn. Tiếp tục submit kênh Telegram nữa nè. Join sao nè. Limit hoài ta. Bỏ con nào đây. Safi chum. Con này đã phân phối rồi nè. Con Safi chum này phân phối mình rồi nè các bạn. Giờ mình join sao bạn. Bắt up nè. Tiếp tục follow Twitter. Này ba kênh Twitter đúng không? Để coi fan các bạn chờ xíu các bạn. Rồi bạn mới đập nó đi bạn. Rồi bạn nút chat nè. Rồi bạn submit đi tên các bạn. Rồi các bạn được cấp xa đi tiếp các bạn. B, W, K, G. Ai đớp các bạn nói scam. Thật cả nó không scam nha các bạn. Thì thường nó phân phối cho người đầu tiên không à. Các bạn điền lưu xin em Telegram tất cả bạn nha các bạn. Tham gia sớm thì nó được phân phối thôi. Chứ nó mà phân phối hết cộng đồng tiền bạc nào nó phân phối đủ cho các bạn. Rồi tiếp tục con điện lưu xin em Twitter. Rồi tiếp tục gọi địa chỉ VPNB Smart Chain Bet20 trên chiếc chocolate tất cả các bạn nè. Rồi tiếp tục bấm vào chia lệ. Mình đã nhận được 20 token ban này bạn. Bạn gì lên game chia sẻ trong bè những thằng nó kiếm được token các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo các bạn nhé.